Xin chào bạn, hôm nay đại lý Toto Tốn Nước chúng tôi xin giới thiệu bạn cái mẫu bồn cầu hai khối kết hợp với cái nắp nhựa. Cái này là có cầu bồn cầu có mã hiệu là CS320DRT2. Đây là cái bồn cầu hai khối, khi chúng ta nhận hàng nó sẽ có 3 bộ phận khác nhau. Đó là thân cầu là có cái mã hiệu là C320R, còn két nước là S320D, còn cái nắp nhựa này là nắp nhựa dày có cái mã hiệu là TC393VS. Thì đây là cái bồn cầu có cái chiều dài là 695, chiều cao từ sàn lên két nước là 763, bề ngang là 379mm. Cái bồn cầu này thì nó có tâm xạ chuẩn là 305. Thì cái bồn cầu này là bồn cầu có chiều dài 695, thì nói chung là bồn cầu tương đối có kích thước nó ngắn, không phải là dài. Chúng ta sẽ lắp được những cái nhà vệ sinh có bề ngang nó hẹp, chúng ta sẽ lắp cái này rất ok. Và bồn cầu này chúng ta sẽ nhìn tổng quan qua bồn cầu, tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn cái sản phẩm này ha. Thì cái bồn cầu này sẽ chúng ta sẽ đi kèm chúng ta là van khóa nè, van khóa là van gốc á, là rồi dây cấp, rồi sẽ đi kèm chúng ta con thọ rời. Và chúng ta lưu ý là dòng bồn cầu này nó sẽ không có cái con cao su non nha. Thì cái bồn cầu hai khối này á, thì ngoài cái chuyện là két nước và thân cầu nó không có liền nhau ha, nó có một cái khoảng hở đây, thì ngoài ra thì cái thân cầu này thì nó hơi bị hẹp vào trong, và ngoài ra thì nó có một cái hốc ở trong đây ha, một cái rãnh ở trong đây. Thì cái này là mục đích là chúng ta sẽ hạn nó tiết kiệm chi phí về phần xử để cho cái giá thành này rẻ hơn. Đây là dòng bồn cầu của New Standard thì cái giá thành nó cũng tương đối rẻ, nhưng mà những cái tính năng sử dụng của nó thì tương đối rất là ok. Ví dụ như bồn cầu này rất là tiết kiệm nước, nó là có hai nút nhấn là 4,8 lít và 3 lít, chúng ta đi tiểu tiện nó chỉ có 3 lít thôi, và xả nước thì rất là mạnh. Thì cái chế độ xả của này là chế độ xả thẳng ha. Thì sẽ xả thẳng là sao, có nghĩa là tất cả lượng nước, nó có nhiều lỗ ở trên đây, khi xả nước thì đi thẳng xuống dưới, và đối với những cái nơi mà có cái thoát hơi kém á, thì đây cũng là một sự lựa chọn. Ngoài ra lòng cầu của này thì nó rất là rộng, nhìn rất là nhiều khách hàng ưa chuộng về cái lòng cầu này ha. Và bồn cầu này á, thì đang sử dụng là cái chế độ cái nắp là nhựa dày ha, loại nắp nhựa dày và đóng êm, có nghĩa nó rơi từ từ xuống như này ha. Cái nắp cũng rất là dày, rất là cứng cáp. Đây là một trong những cái bồn cầu cũng khá bán chạy, vì đây là thuộc dòng giá rẻ, thì gần như các công trình tầm 2-3 sao chúng ta có thể sử dụng một dòng bồn cầu này, hoặc là những cái nơi sử dụng công cộng cũng sử dụng rất ok. Thì sản phẩm này hiện tại đang được trưng bày ở showroom Toto Tưới Nước chúng tôi. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên lạc chúng tôi theo số điện thoại dưới cùng clip, hoặc click vào trang tdm.vn để xem giá bán như đặt hàng trên website chúng tôi. Cảm ơn, xin hẹn lại.